Rồi em chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của em ha. À, đội mình đưa đợt khai này là ai thắng á thì mà ngày mai mình sẽ vô vòng tiếp theo, và ai thua thì mình về nhà ngủ luôn. Về nhà ngủ nè. Bây giờ thì đang chuẩn bị vào đợt khai nha. Đây đợt khai là ai thua ngày mai vô vòng tiếp theo nha cả nhà. Thank you.
Rồi em cũng tạm dừng ở đây nha. Cả nhà xem like và nhớ kênh. Rồi bye bye cả nhà.